Thì các bạn nhớ giúp Lợi để tìm giá trị nhỏ nhất nè và giá trị lớn nhất. Thì các bạn nhớ giúp Lợi hai công thức, đó là A bình cộng B thì luôn luôn lớn hơn bằng B. Đây là ký hiệu gì ạ? Lớn hơn bằng. Thì các bạn nhớ nè, lớn hơn bằng thì là đây là min, là giá trị nhỏ nhất á, min. Đó, nhớ nha, nó ngược nha, thấy rõ không ạ? Và dạng A bình cộng trừ A bình cộng B thì luôn luôn nhỏ hơn bằng B. Cái ký hiệu này đọc là nhỏ hơn bằng. Thì nhỏ hơn bằng ngược lại chính là min đó các bạn, là giá trị lớn nhất. Được chưa? Thì để giải quyết những cái bài toán liên quan về giá trị nhỏ nhất cũng như giá trị lớn nhất thì các bạn đưa về những cái dạng này. Ví dụ như m cộng 2 thì có phải đây là a bình không ạ? Cộng cho b không ạ? Vậy luôn luôn lớn hơn bằng 2. Được chưa? Lớn hơn bằng thì nhỏ nhất nó sẽ bằng 2. Được chưa? Đó, ok chưa? Rồi, lý do tại sao các bạn có được cái biểu thức này, các bạn nào muốn mình chứng minh thì các bạn comment giúp Lợi, còn không thì Lợi sẽ các bạn chỉ cần học thuộc giúp Lợi hai cái này nha các bạn. Ok chưa?